Thưa quý vị, sáng nay, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức hội nghị giao ban công tác mặt trận nhằm đánh giá hết kết quả công tác mặt trận quý 3 năm 2021 và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm đến hết năm 2021. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến, kết nối với cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến chủ trì hội nghị tại điểm cầu Hà Nội. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Trần Việt Dũng chủ trì tại điểm cầu Đà Nẵng. Tại hội nghị, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xác định nhiệm vụ trọng tâm trong những tháng cuối năm 2021 là tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền vận động nhân dân tham gia phòng chống dịch COVID-19, triển khai nhiệm vụ của tiểu ban vận động và huy động xã hội thuộc Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19, tiếp tục được vận động toàn dân đoàn kết ra sức phòng chống dịch COVID-19, tuyên truyền vận động thực hiện nghị quyết số 06 của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 9 về đẩy mạnh vận động toàn dân phát triển kinh tế xã hội và tiếp tục phòng chống khắc phục tác động của đại dịch COVID-19, góp phần thực hiện mục tiêu kép vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế xã hội. Ngoài ra, mặt trận các cấp tiếp tục giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ của nhà nước đối với người dân, người lao động, người sử dụng lao động và doanh nghiệp.